Đấy, ồ, vừa trên lên cái là cái giá đó nó xìu lên liền, nó phồng lên liền luôn á. Đây có rồi, đây có rồi chưa? Tiến luôn ha. Ô cái vảy cái hoàng kìa. Là làm mấy con cá này là mình để nguyên vảy đúng không anh? Đúng rồi em. À. Để nguyên vảy và cá tai thượng chiên xù chính là nhờ cái vảy đó mà. À, ngon ngon cái vảy mà. Thế này chị ơi. Chị ơi. Người da dầu quá, già quá rồi. Không để. Dầu dài quá nó bị làm sao à? Đấy. Nói chung là đứng đây hít dầu nó hít dầu nó à sang à hai lần á, gọi là hai lần á, cái này ở bên kia là cái tạo cái độ xù cho vậy à, sang bên này thì chưa đi được. Hai chảo với chiên khác nhau các bạn ạ. Một lần là mình chiên một lần à, bỏ cho bên này chiên lần hai, lần hai để cho nó khấu, cho nó xấu là cho nó giòn đó ha. Đúng rồi, cái vầy đó là bạn nào muốn ăn thêm và xin là anh cho á. Đấy, bạn nào muốn ăn vầy thì lấy thêm cái phần đó. Đấy đấy đấy, tức là bên kia chiên sơ, bên này chiên lại, chiên làm hai lần đó bạn. Chiên ở bên này để lại cái độ xù, là nếu mà em thả bên này nó sẽ trôi hết vầy đi à, vì cái dầu nó ngập hết cả con cá. Nhưng mà em chiên như này đấy thì là cái vầy nó sẽ còn ở trên mặt này, em thấy không? À, chiên một lần cho nó xù lên. Đúng còn rồi. Bên này là chiên lại cho nó giòn. Đúng rồi, tức là để giữ được cái vảy thì à, là phải làm như này. Nếu mà mình thả luôn vào đây ấy, thì nó sẽ bung hết trơn à, nó bay hết vảy ha. Như vậy là ở đây là mình cứ là con còn sống là ai cứ cái kêu mua là mình bắt ra đây mình chiên. Đúng rồi. Giờ cao điểm thì phải làm sẵn để đây. À, làm sẵn để đây. Không là không kịp. Còn bình thường là cứ ai mua là bắt sẵn ra là sống ở đây bán lại sống. Thằng tươi mới luôn ha. Đây của chị đây. Con này của chị là con nhỏ. Cái con lớn này của chị kia. Con này là nhiêu chị? Con này 180. 180 là bao gồm mà rau ria gì chưa hay là rau bùn bánh tráng đầy đủ. À. Đầy đủ hết ha. Ở đây là mình tặng là gọi tôm ngày xưa mình tặng 3 ngày rồi. À. Hết. À. Mai mốt này bắt phở nữa. Bắt gỏi nữa hả? Bắt gỏi mà. À. Là cái này là có rau bánh tráng kèm theo này luôn đúng không chị? Đúng rồi. Đấy. Quá trời tuyệt vời các bạn ạ. Hôm nay được các bạn đi ăn cá. Năm ơi, ta gói giúp em con nhỏ cho chị này đi. Cá tai thượng chiên xù. Cá tai thượng chiên xù. Cá món này là một món ăn rất là hot đó, ở trên đường phố hiện nay nha. Ngày xưa thì các bạn ăn được ăn cái món này thì phải gọi là vào nhà hàng. Đấy, vào nhà hàng mới có ăn. Rồi con này ra mấy trăm ngàn của bánh tráng nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ bán đường phố thì giá nó mềm hơn. Đấy, rẻ hơn. Đấy, chiên giòn lên ngon lắm. Ở đây là kiểu làm tươi sống á, kiểu làm tươi sống là cứ ai chỉ con nào là bắt con đó canh lên tính tiền. Không, cái này bắt theo sai rồi. Bắt theo sai ha. À. Bên vườn người ta tự người ta đưa theo sai. Tức là đôi khi nó sẽ có chênh lệch đôi chút đúng không? Đúng rồi. À. Như con này là à, chị nói này là 290 phải không? 290 là có rau có đồ luôn ha. À đấy. Trong này các bạn này, anh gói là như thế này này. Hôm nay thì chúng ta đi ăn đây là cái món cá tai thượng chiên xù nha. Ở địa chỉ đây này. Địa chỉ là để số Zalo được không? Thấy địa chỉ trong cả. Địa chỉ trong kia nha các bạn nha, địa chỉ số 93 đường Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tây Thành, quận Tân Phú nha các bạn. Đấy, đây là cái đường này là đường Tân Kỳ Tân Quý này, ra phía ngoài kia hình như là đường Trường Chinh các anh, đường Trường Chinh đúng không? Ra phía ngoài kia là khu vực đường Trường Chinh, còn phía bên này là khu vực đường Tân Xuân Nhì. Đấy, đường Tân Kỳ Tân Quý là một cái đường này, cùng cái đường này là một con đường ẩm thực khá nổi tiếng ở khu vực Tân Phú mà. Đường Trường Chinh cuối đường này là đường Trường Chinh các bạn nha. Ở trong này thì anh gói, anh kiểu là anh gói một con là anh gói kiểu như bạc như thế này này.
Anh ơi, cái phần gỏi của chị kia đâu? Cái này là gói mang về nhà còn lâu, nóng còn lâu, còn giòn không ta? Còn như là nóng thì tạm tháng nữa đấy. Phần gỏi kia đâu, phần gỏi tăng đâu. À vậy ha. Còn mà cái nếu mà giòn thì tạm khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng. 2 tiếng, giòn hơn 2 tiếng. À. Nóng thì khoảng hơn nửa tiếng, gần tiếng. Quá trời luôn. Cá chả bá lửa luôn. Cá chả bá lửa luôn các bạn. Con này mình nghĩ là gia đình 6 người ăn là ok. Bánh tráng là 200 mấy là kèm theo như thế này luôn hả anh? Cái này 180. Anh đã xách đưa khách chưa? Anh đã xách đưa khách đến phần gọi tặng được chưa? Đâu? Đấy. Cái này là 180. 180 ha. Ôi 180 hai bịch chả bá lửa luôn. Cái này là 4 người ăn. Đấy. Ở đây thì mình thấy là có một cái ôi 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 ơi, được rửa mặt miễn phí luôn. cái mà quế không ý đấy, cái đại tưởng này, cái đại tưởng chân xù là vô đồng của anh làm đấy, anh làm với chồng. Anh gói cho em con lớn đi để em trộm lại. Là nặng, nếu mà cuộc sống là nặng tầm khoảng 1,5 kg đến 1,6 kg. 1,5 kg, 240. Mỗi to ghê các bạn. Anh chờ em chút xíu, em ướm cái bàn tay cho bà con thiên hà thấy được cái được không? Anh ướm bàn tay lên cái được không anh? Các bạn à, nó to hơn cái bàn tay của anh luôn. Đấy, đây là bàn tay người lớn mà to hơn cái bàn tay là các bạn tự vô ra tự ướm và tự thấy con cá nó bự như thế nào à. Đấy. Là cái này là 240 là luôn rau với luôn rau nước chấm hả? Đúng rồi. Từ đây tới ngày 16 đây là cũng có tặng thêm, kèm thêm một phần gỏi á. Rồi tôm thịt. Đúng rồi bạn ạ, lâu lâu mà gia đình mà em ăn á, mình nghĩ là ra mua một con kiểu như này về ăn nó tiện vô cùng luôn. Khỏi cân phải... Người ta có đám á, nhà mà có mấy người mà có đám thì ta cũng cần được mấy con này. Thật mấy con này luôn hả? Về nhà người ta chỉ mua mấy cái món đơn giản thế thôi, xong rồi món chiên này là người ta kêu mình chiên rừng rời. À. Rất là tiện cho những cái nhà mà đám dỗ nhỏ. À. Tức là bây giờ hình như chủ mình là chuyên nhà đặt tiệc đám cưới luôn. À quên, đám đám gì? Đám phục vụ tiệc tại nhà. À. Nhà ví dụ như tiệc rồi thôi, nôi sinh nhật thì đám dỗ thì cũng được, đám cưới. Là đám cưới thì thường thường ở đây người ta hay đi nhà hàng nhiều. À nhưng mà gọi là tiệc tại nhà thôi, nôi là kia đó hả? Người ta kêu mình nấu. Đấy. Còn phục vụ đám dỗ thì đa số là bây giờ đặt không. Chị làm gọi là nấu đám tiệc này nhiêu năm rồi? 10 năm rồi. 10 năm rồi là trong nghề đấy hả? Còn món best seller là làm được không? Nhiều gà mà xôi với cả nói chung là thương thương. Có dự tính ra thị trường luôn không? Làm thì ai đặt gì mình làm lấy. À, ai đặt gì làm lấy các bạn ạ. Đấy, đúng mà là hôm nay đi ăn cá tai tượng chiên xù nha. Đấy, ở đây anh chuẩn bị chiên mấy con nữa này các bạn này. Đây. Con này khoảng nhiêu anh? Con này khoảng mấy ký? À rất là bỏ thêm cái bài cho người ta ha. Cái này người ta thích. Đấy các bạn có thể xin thêm bài nha. Đấy. Cuốn lại này nóng được lâu chị ha? À khoảng tiếng mấy á. Tiếng mấy luôn hả? Về giòn thì chắc cũng 2 tiếng. Nếu mà về mình đừng giữ cái bịch ra. À. Giữ trực tiếp tức là về các bạn đừng có chưa ăn thì đừng có gửi giấy bạc ra là còn nóng là giòn tới tiếng mấy. Đấy bỏ nguyên cái gì vào luôn. Hỏi con cá nó bị gầy. Đấy, ôi. Bao em các bạn ạ. Đấy. Cái này bây giờ thứ bảy chủ nhật bọn anh bán khoảng gần 200. Gần 200 con. Thái thường thì khoảng 5-60 con. Ôi, thế rồi cuối tuần bán đắt ghê à. Đấy. Được cái nhỉ, sao mà nghỉ đó bán món này anh ạ? Nói chung là do hiện giờ là nhậu nhẹt đấy, ra đường là công an người ta thổi nồng độ cồn nhiều, nên là bọn anh nghĩ sau đây làm những cái món mà mang về để phục vụ những người ra ở tại nhà. Hay đấy. Có thể ra đây mua hoặc là người ta đặt ship đến. Cái này gọi là thích ứng với thị trường ha. Đúng rồi. Đấy, hay đó bạn ạ, hay đấy. Món này mua về nhà nhậu là bao ngon rồi, trời ơi, có 100 mấy 200 ngàn. Ờ, thường thường với cái giá đó thì các bạn cũng có thể mua vịt gà, nhưng mà ăn vịt gà nhiều khi nó không ngán, các bạn có thể thử qua cái này rất là hay. Đông người thì có thể chọn con to. Là khoảng 200-300 ha. 290. 290 là lớn nhất nhà 290.
Là khoảng mấy người ăn là vừa? Tầm 4-5 người ăn. 4-5 người ăn hả? Ăn mì yếu là 6 người luôn. Tại vì không chỉ gói này mà khi mua cá là sẽ được kèm cả bún này, bánh tráng này, các loại nước chấm với cả các loại rau củ, với cả rau rừng và các loại trái cây. Con lớn là nhiều rau hơn chứ hay là vặn bịch vậy? Bịch đấy là đủ cho cả con lớn luôn đấy, mà con nhỏ là hơi bị nhiều. Hơi bị nhiều à? Đấy các bạn ạ, đấy các bạn này. Đấy anh bỏ lên đây này. Đấy. Cái này là giòn này ha, giòn thấu rồi ha. Cái này, mấy cái bi này của mình có ăn được không ta? Được, mấy bi giòn á. Em có cảm giác nó rất là giòn. Lúc mà mình cuốn bánh tráng ấy, mình bẻ cái bi ấy, mình kèm dọc theo ấy, rồi mình ăn là nó giòn vô cùng luôn. Ôi, hơi bị đà luôn ha. Đấy. Mấy cái bi nữa các bạn này, mấy cái bi này là bây giờ là như anh nói là mấy cái đuôi này cuốn bánh tráng nha, bắt đầu các bạn nhưng mà mình nghĩ con cũng như một nửa cái bi thôi. Là bẻ xong rồi bỏ theo dọc chiều bánh tráng á thì nó sẽ giòn. Cuốn ăn rất là ngon các bạn, nhìn cái lớp vảy này bây giờ nó bung lên. Cái này là mình chiên lửa 2 đúng không anh? Đúng rồi. À đấy, chiên lửa 2 rồi là cái da bây giờ nó giòn lên. Và cái vảy nó cũng sẽ bung lên hết cỡ. Chiên thường thường mà mấy cái món mà chiên là chiên ăn lần 2 thì nó sẽ ngon hơn. Gọi là chiên 2 lửa các bạn. Làm mấy cái món nào hơi tốn dầu anh nhỉ? Cái này thì tốn nhất là dầu rồi. Hơi bị tốn dầu luôn đó. Người ta đến đây người ta mua, người ta bảo thà đi mua này còn hơn, khỏe hơn. Khỏe hơn ở nhà tự làm ha. Đi lắt nhắt mua một ít rau này, một ít bún này, rồi về mấy lít dầu thì con cá thì bỏ công chiên thì còn ở bếp nhà nhỏ là cũng chiên được. Nám này quá tiền hơn đúng không? Nên là người ta bảo thôi, nên là 1.000 người ta mua. Ra thà là tắt hơn 1.000 ta mua cái xong về ăn liền ha. Đấy các bạn này, đây là bên này là khi mà các bạn mua về thì sẽ được đóng gói kiểu như này nha. Đây thì ở dưới mình thấy có lót một cái miếng giấy thấm dầu. Đấy, sau đó thì là cuốn cái giấy bạc lại. Cá bây giờ được chiên lên rất là giòn rồi. Một con như này mình chiên lâu không anh? Khoảng 12 đến 15 phút. Thế cũng nhanh ha. Đó là lần 1 đấy chứ? Hay là 2 lần rồi? Đúng rồi, tức là lần 1 cũng là chiên cho nó khoảng được 95% rồi. Đến lần 2 là mình chỉ làm nóng lại thôi. Nó giòn cái da ha? Lại cho nó giòn cái da. Chỉ khoảng 2 phút thôi. Ok rồi. Hình như con cá này là cái da, cái vảy nó giòn là ngon cái vảy anh nhỉ? Đúng rồi, tức là vảy nó đã giòn rồi nhưng mà mình phải chiên làm sao cho nó đạt cái độ giòn của cái thịt cá mà vẫn giữ được độ dai ở trong thì mềm. Đấy, nó phải đấy đúng không? Ngoài giòn, trong mềm. Thịt cá thì phải dai. Đấy. Nãy giờ thấy đàn áp quá trời nhỉ. Số ngoài đó là số của anh hay số của chị? Số trên số của chị, số là số của cơ sở chính của lẩu tiệc Minh Hân. Là tất cả mọi người mà đặt món tiệc ấy, đặt món tiệc thì đều đặt qua đó hết. Đặt tiệc luôn, làm tiệc luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhà là chuyên làm tiệc. Nhưng mà do là cái thời buổi này là kinh tế thị trường nó đang suy thoái, chính vì vậy nên là sẽ mang món tiệc ra để tiếp cận với cả khách hàng. Đấy chị nói gì? Bên Tân Quý có sai không? Sai em chú con. Con luôn à? Xác nhận lại nhá. Là sai em chín là con bự con lớn đúng không? Ở đây. Hai em chín là cá cỡ ký 7 ký 8. Ký 7 ký 8 ở đây có con nào ký 7 ký 8 trong này không? Có. Là con mấy con này khoảng ký mấy? Bọn này tầm ký 4. Chứ không có loại lớn à, chưa có loại lớn. Ký 4 mà bự dữ rồi. Vẫn còn một con hai con nữa đây. Đây con này là con này phải tầm ký 7 đấy. Con bự ha. Đấy. Đây con này nữa. Còn lại thì là ký 4 ký 5. Nhìn đây thế thôi nhưng mà cái mình nó dày lên đấy. Thường là cái bản nó tới gần nhau nhưng mà cái độ dày của cái con to thì nó dày hơn nhiều. Đấy. Ủa tại sao mình không dùng cá rô phi ra hả mà về dùng cá tai tưởng ra? Cá rô phi thì nó không có bung vẩy giòn như thế. Không có bung vẩy được như thế. Hơn nữa là cái chất lượng thịt của nó kém hơn rất nhiều. Kém hơn rất nhiều cho cá đại tượng ha. Đúng rồi, cá đại tượng là cái dòng cá mà cái chất lượng thịt của nó rất là ngon. Yeah. Nuôi nó lâu lớn hơn cá rô phi rất nhiều. Cho nên là giá trị của nó cao hơn rất nhiều. Yeah. Giá tiền của nó, cái nguyên liệu đầu vào nó gấp đôi cá rô phi. Ủa anh, mấy giờ đây là mình có cá rồi anh? Mấy giờ khách mấy giờ là có cá? 10 giờ sáng là bắt đầu có cá rồi. 10 giờ sáng có cá hả? 9 giờ dọn quán và 10 giờ là có cá. Bán đến mấy giờ? Bán đến
là hết cá thôi, thường thì khoảng 9 giờ, 9 giờ tối. Con này là con 290 đúng không? Con này 290 hả? À, chưa, em, chưa đâu. Mình có lấy con này không? Lấy con đấy ạ. Con chưa 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 đấy, cá này nó ngon ở cái phần da này, rất là giòn. Mấy cái phần vi này là hình như là cũng ăn được luôn các bạn. Con này này, con này chiên một lần, con này chiên hai lần này. Đấy, là con này chiên hai lần. Cá này thì anh phải chiên hai nước. Nước một là chiên chín, chiên nhỏ lửa chiên chín. Nước hai là chiên giòn. Ở đây thì cái điểm này thì không có ăn tại chỗ các bạn ạ, chỉ có mua mang về thôi. Đọc cái tài khoản này là ngân hàng ACB, tại vì này mới chỉ chưa quét được mà. Có phần quét mã ở trong cái này. Áp ngân hàng. Cái này không được chờ trên lửa lớn anh nhỉ? Alo. Trên lửa lớn nó sẽ bị tắt. Rồi, để chúng ta đi đơn luôn. Ok. Rồi. Ở đây anh có nhiều cô chú lớn tuổi mà không biết đặt app á, rồi gọi điện thoại cho quán là quán có đặt giùm không? À, có chứ, tất cả là chỉ cần khách hàng có yêu cầu thôi là bên anh sẽ đặt ship rồi. Ok ha. Quá trời. Ví dụ như đặt qua app thì cái giá nó có chênh nhiều so với mua tại chỗ không anh? Cũng sẽ chênh chứ, tại vì bất cứ app nào thì họ cũng lấy một cái giá chênh lên phần trăm ấy. Tuy rằng bọn anh cũng có bớt xuống một chút nhưng mà chỉ một chút thôi, tại vì cái giá mà để bọn anh phục vụ đáng tiếc ấy, những cái món này thì nó rất là cao. Đúng rồi. Ví dụ như một con cá đang bán 29 ở đây thường thường ấy, bọn anh tới nơi phục vụ là 450. Nhưng mà khi mà bán cho mọi người để mọi người thưởng thức như thế này thì chỉ có 290 thôi. Đúng rồi. Mình thấy các bạn hiện tại là do cái thời đại kinh tế thị trường á, mình thấy là bây giờ đi ra ngoài đường phố có rất là nhiều cái món mà ngày xưa á, các bạn muốn ăn là các bạn phải vô trong đắt tiệc, vô những cái bữa tiệc nhà hàng mới có ăn. Bây giờ là những cái món này nó bắt đầu nó ra ngoài đường phố. Ở Việt Nam mình đúng là rất là thích luôn á, ra ngoài đường phố thôi là có thể là ăn được những cái món ăn mà đám tiệc chứ không phải là chỉ nhà hàng mới có. Có khi nào sau này mình dùng cá rô phi mình thay không ta? Không, chắc chắn là không, bởi vì chất lượng của cá rô phi không thể làm mà như cá tai tượng được. Chất lượng đạt cấp, thịt nó dai và rất là ngon. Đấy, em thưởng thức thử thì sẽ biết. Đấy, ngon là ngon là cái thịt của anh ha. Đúng rồi. Mọi cái da. Chất lượng thịt. Không biết ngày xưa ông làm gì ra cái món này nhỉ? Anh nghĩ là món này là người Việt Tây. Người Việt Tây ha. Ở miền Tây thì con cá này gọi là món cá làm biếng. Cá làm biếng? Phải không anh Mang? Anh Mang là người miền Tây, anh nói phải không? cá làm biếng. Cá làm sao? Cá làm người biếng. Người ta làm biếng cạo với vẩy của nó á. Người ta làm biếng cạo với vẩy của nó và người ta cho người ta chiên nữa. Mần xong cái là chiên đó. Liền. Mày là nắm người ta làm tùy theo. Người ta chiên giòn thì người ta cạo vẩy, còn người ta không chiên giòn, người ta chiên xù á thì người ta bảo mình là để vải lại và lấy chanh và muối trà sơ. Tức là như vậy, ở đây nếu mà có khách nào mà yêu cầu cả vải là mình cũng vào đúng không anh? Như ở đây là thường thường là không có, riêng ở đây là chỉ vì chiên xù. Còn như chỗ bọn em á, chỗ bọn em là bán ở chợ là người ta yêu cầu như nào bọn em làm như thế. Đấy, tức là ở đây thì bán chiên xù nha các bạn nha, chiên xù là không cả vảy, chiên xù là để cả vảy như vậy, chứ nó xù lên. Mà mình cái cá này, cái vảy nó ăn nó ngon lắm, nó giòn, nó cho nó phải nó không có cứng. Cái vảy của con cá này có đặc điểm là khi chiên lên đó là nó giòn, nó khấu lại á, chứ nó không có cứng như thường mà các loại vảy cá khác. Cái vảy của nó này nó không cứng. Nó mềm, nó giòn á. Lúc mình chiên lên thì ăn nó không có cứng. Thì cho mồm mình ăn thì nó giòn tan. Giòn tan luôn nha. Con kia hình như trên hơi cái này kìa. Em lo nó chuyển lắm nè. Không sao ha. Quá trời rồi.
Tại vì cái đó cái bên đó là chỉ để làm cho nó xù thôi mà hết chỗ cho nên là mình. Ôi. Đấy. Có hai con cá thôi mà đầy cái chảo là các bạn biết là nó lớn cỡ nào đó bạn ha. Con cá này nó lớn lắm, cái bàn tay mình là bàn tay người lớn mà bỏ ra mà gọi là nó còn to hơn cái bàn tay của mình luôn. Bàn tay mình xòe ấy nha. Con cá này lớn lắm. Ở đây là anh đấy, còn cơ sở nữa là địa chỉ nhiêu anh? 14 đường Tân Quý. 14 đường Tân Quý là cũng gần đây luôn hả? Cách đây khoảng gần 2 cây. Gần 2 cây số. Là bên kia là có chỗ ăn ra tại chỗ ở lại hả? Đúng rồi, có chỗ ăn tại chỗ. À. Tại chỗ bên này. Ồ, cá ngon chứ các bạn. Cá nhìn rất là ngon. Tức là bên kia lửa lớn hơn bên này, lửa nhỏ hơn chút ha. Còn nó lớn để tạo độ cái xù của vậy. À. Còn bên này là chiên nó chín nó gọi nó giòn. Đấy, để cho nó giòn thấu. Ôi, con cá rất là ngon. Nó có hai cái đầu ở dưới giống như mà hai đầu ông già vậy. Là bây giờ là mình cứ cá sống như này là mình bắt mình làm mới luôn. Cái con nào bắt làm mới cá sống như này luôn. Đúng rồi. Được quá nhỉ. Chị Chính. À, cơ sở Minh Hân là lấu thịt Minh Hân là con gái chị. Là con gái chị ha. Là ngày xưa là chị là chuyên làm đám tiệc. Nói chung là hôm nay là đi ăn tức là theo kiểu là em đến em review một cái cơ sở nấu tiệc ấy. À. Mở thêm ra những cái món mà chỉ có ăn ở trong tiệc ấy. À. Chỉ có ăn ở trong tiệc nhưng mà bây giờ lại đang mang ra ở ngoài vệ đường ấy để bán cho anh em và trên cái mô hình là cá toàn bộ là tươi sống. Sống hết. À, được. Cá sống. Được quá nhỉ. Đấy, hôm nay là đi ăn một cái món mà ngày xưa đám tiệc hay được ăn, đó là món cá đại tượng chiên xù. Đây là chị gái của cơ sở tiệc Minh Hân. Ở đây cơ sở này ở đâu chị? Đúng rồi, ở dưới Kiên Giang nha. Gốc của nó là Gò Dầu. Gò Dầu. Làm là 10 năm nay rồi. 10 năm nay là chuyên làm đám tiệc ha. Năm nay đúng rồi, năm nay cái xu hướng là giao thông bạc nhiều quá. Nên là nồng độ cồn á. À. Là người ta mua về nhiều nên. Để ra mấy cái này để phục vụ cho những người mang về. À. Đấy, được cái này. Là ngày xưa món này là món tiệc nhà mình ha. Bình thường vẫn tiệc vẫn bán. À. Kể cả ra quán thì nó cũng tiệc trong nhà hàng thôi. Rồi. Bây giờ là người ta ở đường phố à. Tại sao nào có tính bán thêm các món tiệc ở ngoài này nữa không? Bán nhưng mà sợ không đủ sức làm. Ai đặt thì vẫn làm đúng không? Ai đặt mình làm ha. Con này là bán kia được. Yeah. Tức là bây giờ là mình có ở đó có số điện thoại là người ta gọi tới là mình làm trước người ta luôn ha. Đây mình bán qua app nào chưa chị? Có app đấy. Có bán qua app 60 phút. 60 phút rồi ha. Chị đặt bên kia. À. Chưa đăng ký. Một cái được rồi. Quá trời lên rồi. Là cứ lên gò, lên app gò sao? Cá đại tượng chiên xù, nấu tiệc Minh Hân. À, cá đại tượng chiên xù nấu tiệc Minh Hân là nó ra ha. Đúng rồi. Đây các bạn này, bắt đầu chiên nó xù lên các bạn này. Cái này mình chiên mấy lần anh hay một lần là giòn rồi? Thường thì mình sẽ chiên sẵn để ra đó và khi nào khách mà lấy con nào thì mình sẽ chiên lại một lần nữa. Như vậy nó sẽ đảm bảo cái độ giòn lâu hơn. À. Đấy, nhìn ngon quá nhỉ. Đấy chứ là mình phải chiên 2 lần. Đúng rồi. Chiên 2 lần nó phải giòn. Nó sẽ có cái độ giòn. Cá ở đây thì chiên cả mày nhé bạn nha, không có xử lý bạn. À, còn sống. Chỗ thịt nó dày á, à. Để cho nó
thịt nó dày ấy, mình phải chảo khô để cho dầu nó ngấm vào trong này. À. Làm chín cái phần đấy. Được quá hả? Công nhận nhìn là nhìn ngon mắt nhỉ, công nhận nhìn ngon mắt nhỉ. Phê chứ ê kéo. Phê đúng rồi, con cá là nhìn thấy là phê luôn các bạn. Ra hai con thôi mà đây một cái chảo lớn rồi các bạn thấy là phê rồi. Đây mới chỉ là cá nhỡ thôi nha, cá lớn nó còn lớn hơn nữa đó. Có con nào mà một con mà đầy nguyên chảo không ta? À, không, cái đấy thì size to đấy trên nó rất là lâu. Nhưng mà hình như là ý là con loài cá này có lớn được như vậy không hay là... Loài cá này nó có thể lớn được 4-5kg. 4-5kg luôn đó hả? Ủa, 4-5kg là bằng cái chảo này đúng rồi. 4-5kg vậy là vẫn là bình thường. Vậy còn bình thường à? Còn con nào lớn hơn nữa không? Em đi câu ở trong hồ một con là 8kg. 8kg luôn? Thì con các bạn biết sao vì con cá này thì mình nó dẹp cho nên là 8kg là nó lớn lắm. 8kg là mình nghĩ là bỏ cái chảo này một cái là ngập cái chảo luôn, đầy nguyên cái chảo luôn ha, để con 8kg ăn đạn. 8kg cho vào cái chảo này là mình phải cắt đôi, cắt đôi ra đúng rồi thì nó mới vừa, còn nếu mà để nguyên con là nó phủ hết, nó phủ hết cái chảo luôn đúng không. Cuộc đời mình vẫn chưa được ăn con cá đại tượng cả 8kg nha các bạn. Ăn được con, mình có ăn được con 3kg mấy rồi, 4kg rồi, gần 4kg rồi. Hôm nay của anh ở đây thì anh bán loại ký rưỡi rồi ký 2kg rồi 2kg 2kg 9. Một size 108 là khoảng ký 1. Ký 1. Còn khoảng ký 3 ký 4 là 254. À. Ký 7 ký 8 thì là 29. À như vậy là tối đa ở đây mới có gần 2kg thôi các bạn ạ. Đúng rồi, à. Có lúc nó vượt lên đến 99 2kg. À. Và vẫn bán thì giá bao nhiêu? Ừ đấy, ôi trời ơi. Con cá có ký mấy mà nhìn nó bự quá. Con cá này có nó có xương kim mà xương gì không ta? Không, thì... chiên lên nó giòn hết trơn à? Giòn hết luôn à? Ít xương lắm. Đây các bạn này. Nếu mà muốn cái này bán qua giờ ăn rồi đấy. Còn sau đó thì còn cái nào bán nốt thôi. À. Chứ không chiên tiếp nữa. Tức là 7 giờ là như vậy cái này mình kết thúc cũng sớm ha, như vậy khoảng 8 giờ hết rồi. Đấy, nhặt từ 10 giờ sáng mà. À. 9 giờ sáng là các bạn dậy chuẩn bị cái rau. 8 giờ sáng bắt đầu là chuẩn bị. À. 10 giờ nó bắt đầu chiên và bán. Vâng. À. Đấy. Thế là như vậy là sau 8 giờ tối hầu như mình không có chiên thêm đúng không? Thế là con thì mình vẫn chiên được. À. Thì cái món này á, cái món này gọi là ăn giống như ăn gia đình các bạn, cho nên là đi làm về tạt qua ghé buồng con về cả nhà ăn. Ok ha. Như mình là quá thì mình ngồi nhậu, đến lúc mình nhậu xong mà có nồng độ cồn thì chẳng ăn khổ lắm. Ờ nhưng mà như hôm nay có chim men là đông người, hôm nay thấy hôm nay có vẻ thơm thơm này. Em vừa tắm xong. À vừa tắm xong à? Vâng. Em đi giao hàng xong nó bắt đầu về là dạ. Xong việc của em là em về em nằm tắm rửa xong là em lên giường em ngủ. À. Và một con nhớ là một con gì nhỉ? Hôm nay á là em làm là em không chưa. À. Là cho đến giờ 6 giờ tối bắt đầu em về nhà là em tắm rửa lên giường ngủ luôn. Được rồi, đấy, quá tuyệt vời rồi. Có như cá này á. Nhắn sai bao nhiêu? Em nói về đúng như thế. 2kg đó. À bao nhiêu có hả? Vâng. Em đang là chuẩn bị nằm ở trên xây lên một cái hồ vự. À. Để thả cá vào, ví dụ như bên này và bên kia thiếu. À. Gọi thân là em cho đi luôn. Cho đi luôn, bung trăng luôn ha. Tốt nên đi luôn. À đấy. Chứ mình không có phải đi gọi các cửa mà mình lúc mệt lắm. À. Như hôm nay là bên này là ta thiếu cá nhỏ. Là em là cái thằng mà phải thấy xe máy chẳng lên một cái hồ chạy từ nhà đến tới Bình Điền chở cá về, chở cá mà em tính em chở về nhà nhưng mà chủ quán này bảo là thôi chở một vào phương án chỗ quản trị đi, nên em quốc một phát kéo từ 80 đến 90 km chỉ dùng một phát thì nữa rồi chạy từ từ thôi cha. Vâng là bình thường á, em kéo là bình thường á, tại vì đường ăn quá à. Nếu mà đường đông như vậy là em chỉ đi có 50-60 à. À, chạy từ từ thôi, chứ kéo cho mút ga rồi cuối cùng là hàng tháng này ăn cá tại từ hàng tháng là bây giờ đấy. Còn ăn được 2 buổi thôi. À, hàng năm ăn được cá tại từ 2 buổi thôi đó. À, không có ăn cả ăn cá từ ăn cháo. À đấy. Hút cháo luôn. Hút cháo luôn đấy hả? Không cả thân là lại hút cháo. Ừ, kéo vừa thôi chứ kéo nhiều quá là ăn gà con này cá tại từ năm ăn 2 lần đó. Phải không? Thôi nói chung là đi vừa đủ rồi. Đôi khi con chó chạy nhanh quá, anh chó chạy nhanh qua đường á mình không kịp phải xử lý là cũng nguy hiểm rồi. Cả ở đây là như vậy là cá nhỏ người ta mua nhiều hơn anh nhỉ? Nói chung là nó vừa ăn gia đình đúng không? 2-3 người nhậu cũng được. À. Con cá nhỏ là 2 người, nếu mà ăn nhậu mà anh em uống bia nhiều ít mồi thì 3 người được. À. Đấy. Còn con cá lớn này thì ít nhất là 4 người. 4 người đúng không? Mình phải 5 người đấy. Thì được rồi chứ. Gói rau mấy bún rồi các thức vào
một con cá lớn này phải gói được 20 cuốn. Một ngày mình thay dầu này mấy lần? Cứ bao giờ cảm thấy là nó ngả màu rồi. Màu là mình tay ha. Mà cái món này nếu mà để nó đen quá thì là mình cũng chiên con cá nó không được giòn nữa. Không được đẹp cá nữa đúng không? Em ăn cá mà cứ thấy giòn là ok đấy, là cái dầu vẫn còn ok đó. Đấy, đây là anh ấy đang gói lại này. Gói để giao cho người ta. Gói giao cho người ta ha. Đấy. Gói cho một cái túi và kèm theo là một phần rau. Đây một cái rau nguyên bản đầy đủ đầy đủ đây. Đầy đủ, mình có rau gì anh? Có mấy rau sừng với rau thơm, xà lách. Đấy. Bánh tráng đi kèm với đậu phộng với lại mưa ảnh. Đấy, đủ bồ ha. Mắm nêm. Mắm nêm, có cả mắm nêm luôn. Mắm chua ngọt. Hai loại nước chấm. Đấy. Có kia được chưa anh? Khách quận 12 đi qua hả? Quận 12 phải đi giao cho người ta hả? Là mình giao hả? Thôi bán được hàng là vui rồi. Như con đang ở trong góc kia mà con đó nó tầm cái 3 là con bự đó hả? Là cái 3, cái 4. Đấy. Có cái đẹp cho anh. Cho đi nốt đi. Lên đường đi. Có nữa, hai con hả? Anh đứng lên quay, anh đứng lên quay. Khách quận 12 đi qua hả? Quận 12 phải đi giao cho người ta đó. Là mình giao á. Thôi bán được hàng là vui rồi. Như con đang ở trong góc kia là con đó nó tầm cái 3 chứ. Có lẽ là con bự đó hả? Là cái 3, cái 4. Đấy. Thứ 7 không? Còn như con này là tầm thứ 7 này. Đi giao cho người ta đó. Đi giao luôn à? Đi giao liền luôn. Được ạ. Ở đây mình thấy một cái thế mạnh là đây là cá, là gọi là cá trong hồ, các bạn ăn con nào chỉ con đó nha. Nếu các bạn nào mà muốn trực tiếp tận mắt thấy tươi sống thì ăn con nào chỉ con đó, người ta vô người ta làm luôn. Còn không thì các bạn nào không muốn chờ, mà đối với cái hình thức đó thì mình nghĩ là các bạn phải chờ 15-20 phút đấy, hơi lâu đấy. Còn các bạn nào muốn tới có liền thì alo trước. Về cái số điện thoại thì mình sẽ để trong phần mô tả video nha, các bạn có thể vô đó để lấy số điện thoại nha. Đấy, muốn ăn trước thì còn muốn cá mà ưng con nào chỉ con đó thì có thể là tới chờ chút xíu, chờ hơi lâu chút xíu. Mà cái đường này chờ lâu hơi bất tiện đúng không anh? Rồi, nhưng mà yên tâm là anh đã làm sáng trước như này. Cá là bao tươi sống luôn. Không bao giờ để con nào cá ngợp mà lên bán cho khách cả. Cá ngợp cũng không bán luôn đúng không? Bao tươi sống luôn. Không bán luôn. Anh sẵn sàng chia cho nhân viên. Chia cho nhân viên ăn chứ không để cho khách hàng ăn con cá ngợp. Chắc chắn một khoảng 100% ha. 100% Tức là đây là bao tươi sống nha bạn. Làm phải giữ uy tín mới làm dài được. Đấy, nó phải thế. Tức là đây các bạn cứ tới là thấy con cá nào tung tăng nặng bơi đó, chỉ phát là bắt luôn. Vô các bạn vô coi người ta làm luôn, thoải mái luôn. Ok ha, vô coi coi làm luôn ha. Đúng rồi em, thoải mái luôn. Nhưng mà cái khâu trong kia nó thấy nó hơi bạo lực. Không quay được thì quay được thì quay cho các bạn xem rồi. Cái khâu đó hơi bạo lực, mình không dám quay chứ thực ra nếu được mình quay cho các bạn coi. Này thấy anh em này vô đập cá. Gọi có sen củ dừa các bạn ạ. Như vậy ở đây là có hai món nha các bạn nha. Có thêm cái món gọi có sen củ dừa nữa. Đấy. Đấy có gần 200 món cơ. Gần 200 món. Tức là bất cứ mọi người kết nối với cái số Zalo đấy á. Thì
đặt món nào thì sẽ làm món đó. Trên mạng thực đơn có rất là nhiều món, bởi vì bọn anh làm đám tiệc mà, nên là có rất là nhiều thực đơn cho mọi người lựa chọn. Gần 200 món luôn thiệt hả? Đúng rồi. Này mình mới vô mình giới thiệu có 2 món thôi nha các bạn nha, nhưng mà theo cái số Zalo đó là các bạn muốn ăn món gì là nhắn vô số Zalo đó, là chốc được mình để số điện thoại trong phần mô tả. Nhà làm tiệc các bạn ạ. Nhà hôm nay đi ăn đúng nhà làm tiệc rồi. Quá trời món. Có. Chỉ cần đặt trước thôi. Gọi alo là có. Hôm nay thì cái quán này thì thường thường là anh nói là khoảng 8 giờ là hết chiên này, như giờ này hết chiên rồi đúng không anh? Đúng. Hôm nay là mình có thể làm mình là cái người suýt nữa hốt gọi là hốt đuổi chó đó các bạn ạ. Bây giờ là 8 giờ hơn là anh hết chiên này. Cho nên là mình cũng buồn con là mình kiếm một chỗ nào đó mình ăn, mình giới thiệu cho các bạn nha. Bên này thì anh có bán vừa cái cá thái tử chiên xù, lại vừa thêm cái món gỏi ngó sen tôm thịt. Đấy. Gỏi ngó sen, củ hủ dừa, tôm thịt. Đấy. Tức là nó có hai loại. Một là mình có thể chọn gỏi ngó sen, hai là gọi chọn gỏi củ hủ dừa. Hoặc là thập cẩm hay món đó cho bạn. Đấy. Nhặt ra mấy miếng cà rốt cho nó có màu đỏ cho đẹp. Thiếu sắc lòng. Rồi các bạn ơi, nói chung là máy chạy chưa? Rồi các bạn ơi, nói chung là cái quán ở đó thì chỉ có chỗ bán ăn mang về thôi, không ăn tại chỗ. Mà hôm nay thì mình mua về thì mình phải đi chỗ khác mình ngồi mình thưởng thức. Hôm nay thì mình mua một con trung bình chứ không phải con lớn nhất ở đó. Đây các bạn này, đây là một con cá tai tượng. Trời, nó gãy một cái đuôi mất rồi. Ôi, nó gãy mất cái đuôi rồi, xấu rồi các bạn ơi. Ok đi, xấu cũng được, không sao. Đấy, đây là một con cá tai tượng nha. Người ta gói trong cái bạc rất là cẩn thận cho mình. Đấy, mình đưa về, thậm chí là mình để trong cái bạc đó, nguyên trong cái bạc đó luôn được, không cần phải đem đi đâu cả. Đấy, là một con cá tai tượng ha. Ngon chưa? Đấy, ôi còn nóng hổi luôn các bạn ạ. Nãy giờ mình chạy đây cầu cả 30 phút rồi đó, hơn 30 phút rồi. Mà vẫn còn nóng hổi luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Được chưa? Gãy một cái đuôi thì nó xấu. Nó đúng của nó là kiểu như này này. To các bạn nha, cái bàn tay của mình này. Mà mình để nếu mà để sát là con này bằng hai bàn tay của mình nha, tay của mình là lớn nha. Còn mình mà xòe nó hết cỡ là như này này. Tức là chiều ngang của nó là tầm 22 phân. Chiều dài của nó là tầm 40 phân. Con cá bự lắm nha. Con này là 240 nha. Ăn kèm với nó thì ở đây mình thấy người ta cho rau. Mình thấy cái phần rau là rất là giá trị luôn các bạn ạ, cực kỳ giá trị luôn. Rau thì ở đây mình thấy có rau rừng này, các loại rau. Đây có lá cóc này, có mấy cái lá này mình không có biết tên các bạn ạ. Các bạn nào biết thì cho mình biết tên đó nha, khi mình không biết tên mấy lá này. Rồi có xà lách này. Rồi ở dưới này có rau thơm, rau quế. Rồi có lá gì đây nữa. Có nhiều loại lá có mình không biết tên các bạn ạ. Rau rừng, nói chung về mấy loại rau này thì mình không có rành. Ở trong này thì có các loại nước chấm, bún nước chấm nữa. 240 thôi mà nhiều thứ lắm các bạn nha. Cái này mình nghĩ là nếu mà bỏ ra mẹt là nguyên mẹt đấy. Ở đây thì mình thấy có đậu phộng này. Được chưa? Có nước chấm. Đây. Có hai loại nước chấm, vừa là mắm nêm, vừa là nước mắm chua ngọt. Rồi có mỡ hành cho mình rửa lên. Đây là mình thấy có một phần bún nữa. Nó nhiều quá vậy. Rồi có bánh tráng nữa. Ôi giời. Một sọc bánh tráng luôn. Riêng là mình thấy là rất là nhiều nha các bạn nha, rất là nhiều luôn. Đấy.
Rồi, ở bên này thì một cái phần gỏi. Gỏi đây thì có bánh phồng tôm này. Phần gỏi này thì 130.000. Gỏi gọi là gỏi củ dừa tôm thịt ngó sen. Đấy. Đây là phần gỏi nha. Ngon chưa? Mấy món ăn này là bán trong dịp các buổi tiệc á, hôm nay thì đem ra ngoài thôi. Đấy, đây là gỏi ngó sen tôm thịt, ngon ha. Tôm rồi ngó sen, rồi có tai heo, rồi có đậu phộng, có hành phi, ngó sen ở dưới cái hộp đầy ắp luôn, 130.000. Ăn kèm với nó riêng cái món gỏi này thì có các cái loại bánh phồng tôm, mình thấy người ta cho rất là nhiều bịch bánh phồng tôm, một bịch là 2-3 bịch bánh phồng tôm luôn, rất là nhiều nha, chứ không phải là 6 cái đâu, rất là nhiều bánh phồng tôm. Nói chung là ở đây mình thấy cái đồ mang về người ta cho nhiều lắm các bạn ạ. Ở đây có mắm này. Đây mình đang mượn một cái quán, mình ngồi mình ăn cái gì đó là mình ăn đồ ăn luôn. Này mắm nêm các bạn ạ. Mắm nêm là thơm nha. Mắm nêm này thì người ta có cho ớt trong rồi, còn đậu phộng này á. Đậu phộng này chắc mình cho vào đây luôn quá. Đây là mắm nêm đậu phộng nha các bạn nha. Đấy, ngon chưa? Các bạn có thể làm tí đậu bò bún riêng, đậu phộng riêng được, nhưng mà các bạn thích bỏ chung với đây được, tùy cách mọi người ăn thôi nha. Ở đây thì có một cái phần thứ hai, đó là cái phần mắm chua ngọt. Nói chung là người ta cho ở đây đủ lắm các bạn ạ. Các bạn nào nhìn cái chén nước mắm này ngon thơm quá. Cái chén nước mắm này cực kỳ thơm các bạn này. Chén nước mắm này thơm lắm. Đấy, đây là hai chén nước mắm nha. Rồi, ok, cảm ơn chị. Ớt xay đúng không chị ha? Mình ăn ớt được cho nên là mình cho thêm ít ớt xay vào đây. Các bạn ăn được thì cho thêm tùy ý nha. Này ớt xay mình xin của quán. Thì trong cái ấy không có ớt xay. Cho chút xíu ớt thì cho nó màu sắc, nó phải ngon, nó phải thế. Quá trời rồi các bạn ạ. Đây các bạn này, sang đây là cá này. Không biết là bây giờ cái mic này nó có thu được tiếng giòn không. Rất là giòn các bạn ạ, giòn lắm luôn. Giòn lắm nha. Cái giòn. Đấy. Ở đây thì các cái phần vây này đó. Lúc này anh chị cho mình là bày cái phần này ra này. Chắc nữa khi mà mình cuốn cái cút cái bánh tráng á, mình để dọc theo cái thân của bánh tráng, ăn nó rất là giòn. Các bạn này, cá này. Mình thấy có mấy người á, có mấy người gửi cái xương cá ra tượng này hay lắm nha. Giòn quá giòn các bạn ơi, giòn thấu luôn rồi. Ở đây anh kia làm sao mà nó giòn thấu à. Thịt cá ngon ha. Ăn không được một miếng, mời cả nhà. Cái món này ăn không có ngon các bạn, nó phải cuốn. Mình thấy đây là cái phần riêng cái phần bánh tráng và cái phần rau á, mình thấy quán cho rất là hào phóng các bạn nha. Quán cho rất là hào phóng. Cái phần này mình thì là con cá này 240 là con cá rồi rau rồi bún rồi, chứ phải 24 là rồi nước chấm rồi là bánh tráng nữa. Quán này gió lồng lồng luôn. Đấy, thống nhất nha, cho lá rau rừng nha. Đấy, cho vài cái lá lên, cho lá cóc lên. Nó phải thế. Cho một xíu lá gì tên rồi mình không biết tên luôn. Cho một chút xíu bún lên. Rồi cá tai tượng, ô nó giòn. Giòn khấu luôn các bạn ạ, cực kỳ giòn luôn. Mà con cá tai tượng này nó hay là cái này nó không có xương kim á bạn. Cái phần thịt của nó lên nó không có xương kim á. Vẫn có chút xíu xương. Rồi, nghe lời của anh á. Lấy miếng này gói ngang vô. Rồi cuốn lại nha. Ồ, như cái nách, chấm với thằng mắm nêm này. Chấm vào ngập chút xíu nha.
cửa thông trong còn ngập ngập không? Mời cả nhà. Quá đảo luôn. Các bạn này, cả mắm nêm này ngon này. Cả mắm nêm này người ta làm ngon lắm. Mình cho chút xíu đậu phộng quá. Ăn chút đậu phộng quá trời đà luôn. Giòn. Bỏ cái một cái bì với ăn nó giòn. Cái này làm ngon nha. Con cá ra tưởng là thịt rất thơm quá nè. Cá ra tưởng thịt cực kỳ thơm rồi. Thịt thơm. Thịt thơm da giòn, vảy giòn. Rau thì cái kiểu rau ở trong này là rau rừng á. Có chua chua nhìn nhìn ngọt, cái cay. Cái mắm này kiểu mặn ngọt ngọt. Ôi ôi đúng bài đúng bài. Để các bạn. Đúng là cái này mình nghĩ là gia đình mà khoảng 4 người, 5 người. Đối với con cá này thì mình nghĩ là gia đình 4 người là ăn con cá này là tuyệt vời. Mình thích có cái phần lá cóc đây đó. Ăn nó chua chua nhịn nhịn á, thích lắm. Nếu mà dưới miền Tây á, thì vô cái mùa mưa này này thì còn có lá sợi non đó các bạn. Lá sợi non bỏ vào đây ăn thì cũng nhức cái nách luôn. Cũng gọi là hết bài luôn. Có nhiều loại rau các bạn. Ăn cái món này nó không có ngán vì có nhiều rau ở trong á. Nhìn bốn thôi. Rồi. Ăn cái phần cá này này. Ngon lắm các bạn ơi. Ở đây thì có cái phần vảy này các bạn này, cái phần vảy nha. Ở đây cái phần vảy này thì nếu mà bạn nào thích ăn giòn giòn á thì khi mà mua cá thì dặn là cho cái phần vảy này này. Bỏ vào ăn nó rất là giòn. Ăn nó trong miệng á nó giòn giòn khấu trong miệng á thích lắm. Rồi cái bia này ấy, lấy miếng bia bằng cá ngang, được chưa? Uống lại. Thông nhất nha, chấm thằng mắm nêm này các bạn ạ. Cứ chấm còn ngập ngập nhá. Cứ chấm còn ngập vô. Uống bài nha. Quá đà các bạn ơi. Thôi, ở trong này á, cái phần cái mắm nêm mà người ta làm á, không mặn không ngọt kiểu nó, mình không biết phải nói dùng từ như thế nào cho các bạn hiểu. Có cái mắm nêm mà người ta làm ngon nha, mình thích cái mắm nêm ở đây. Mắm nêm làm rất ngon. Mình mà nói là mình ở đây cái phần này chỗ này người ta bán mà mình thấy người ta cho rau á hào phóng, rau cho rất là hào phóng. Ở đây thì còn có rau xà lách với lại rau giúp cá nữa. Ăn cái mấy cái món này có rau có bún á. Nếu mà bình thường các bạn thích ăn mấy cái món mà gọi là thịt luộc gà cuốn á, tôm thịt á, hôm nào các bạn thử qua cái món này đi. Ôi đúng bài luôn rồi. Mình thích ở đấy là cái gọi là nhiều loại rau rừng á, ở đây trong này có cái lá xá xỉ không ta, có lá ngày cứu trời, có lá này là lá gì ta, lá này giống như lá này lá này giống như lá cái gì mà người ta hay trồng làm cảnh trước nhà nhỉ. Cái tên mấy tên lá cây mình quên luôn các bạn ạ. Cứ thông nhất nha, thống nhất cho mình. Con cá này nhiều lắm nha bạn nha. Cái loài cá này các bạn, trời ơi, nó giòn.
nó sườn kim, nó không có sườn kim. Cái thớ cá nó giòn quá, cái thớ nó giòn mà thịt nó thơm, đặc biệt là cái thịt nó thơm á. Đấy, mình lấy tay mình bốc nha. Thôi chút xíu ấy lên với trên, ok ngon chưa? Nó phải thế. Bắt đầu cuốn lại. Rồi, bây giờ chấm sang cái thằng nước chấm thứ hai này nè. Nè, nước mắm gọi là chua ngọt nha. Mời cả nhà nha. Riêng với nước mắm chua ngọt đó nha, thì mình thấy ăn nó cũng ngon, nhưng mà so với thằng mắm nêm nè, khi ăn với thằng mắm nêm á thì những cái rau cuốn nó được tôm lên, mình ăn mình thấy nó thơm trong miệng, nó chua chua ngọt ngọt, mình cảm nhận rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mình chấm sang nước mắm chua ngọt này thì mình không còn cảm nhận được các loại rau ở trong này nữa, mình không còn cảm nhận được cái độ thơm của cá nữa. Tùy sở thích mọi người nha, nhưng theo mình cá là thường trên chủ chấm thằng mắm nêm là nhức cái nách này. Cái thằng này nó làm mất đi cái vị của ăn, không còn được cảm nhận được cái vị của rau với cái thằng chua ngọt này, nó cái độ chua của nó làm mất đi cái vị của cái mấy cái rau trong này. Ăn không còn được cảm nhận được vị ăn cái thằng nước mắm nêm này ngon này. Thống nhất cho bà nhà ăn mắm nêm cho mình nha. Nói chung tùy vị mọi người thôi, nhưng mà theo mình là mình thấy như vậy. Nói chung là nói về mấy cái món mà ăn mà cuốn 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 mà có rau này là mình rất là khoái nha các bạn nha, cực kỳ khoái luôn. Mình là gọi là sâu ăn rau lắm, nay mình ăn rau hơi bị nhiều. Cái lục vừng luôn, cái này giống lá lục vừng lắm, đúng lá lục vừng không anh? Mình cứ quên tên hoài, có đúng lá lục vừng không? Giòn lắm các bạn ơi, giòn khấu luôn. Nói thật ra không biết là bây giờ mình lật các bạn có nghe được tiếng giòn của nó không? Giòn lắm. Thôi mình lấy tay mình xé các bạn nha, để nó hơi dai á, hơi cứng. Thịt cá đó là gọi là nó tươi á, cá nó tươi, cá tươi sống mà, ở đây cá bắt hồ tươi sống mà, cho nên thịt cá nó rất là giòn, rất là thơm, nó ngọt mà nó thơm. Cho thêm những miếng này vô nữa, rồi thống nhất cuộn lại. Thống nhất là chấm thằng này nha các bạn nha. Thống nhất là chấm thằng mắm này nè. Cho chút xíu ở phòng vô được thì càng tốt. Nó không có vô không. Đấy, nó phải thế. Chấm thằng này món ăn được tôn lên 10 điểm. Chấm thằng kia món ăn bị giảm xuống. Nước nách. Đây các bạn ạ. Nhất nhặt vừa chấm hơn một chút xíu, nếu được á lấy cái muỗng vứt một chút xíu vào cái đậu phộng vào nữa. Đấy, nó phải thế. Ở đây mình thấy người ta chiên cá hay lắm, nó giòn cái lớp ngoài nhưng mà cái thịt cá nó không có bị khô, còn rất là ngọt, thịt nó thơm. Và đặc biệt mình thấy đây là nó thành công, đây là do cái nước mắm các bạn. Cái nước chấm này là đúng bài nha. Ở đây thì còn một cái món nữa. Ở đây còn một cái món gọi là cái món gỏi tôm thịt nha. Hình như cái nước mắm chua ngọt lúc này là đem để ăn gỏi tôm thịt hay sao các bạn ạ? Có khi nào mình lấy lộn không ta? Đúng anh Vàng, hai mình lấy lộn không? Hình như mình lấy lộn các bạn ơi. Cái nước mắm chua ngọt này để ăn với gỏi tôm thịt này. Đấy, gỏi ngó sen tôm thịt củ dừa. Mời cả nhà dùng món thứ hai.
Cái này do mình sai các bạn ạ. Cái nước mắm chua ngọt này để ăn với thằng gỏi tôm thịt ăn nó rất là hợp luôn. Cái này chấm với cái này không hề hợp, nhưng mà cái này ăn với cái này cực kỳ hợp. Đấy, cái này là chấm với cái này này. Cái này mình bị sai, hèn kia mình ăn mình thấy nó không có dính đâu vào đâu cả. Đó nè. Ngon quá. Các bạn có thể ăn đây trong cái bánh phồng tôm hoặc ăn không tùy ý nha. Cái này là gọi là cái món ăn nhậu á, ăn chơi được, ăn nhậu được tùy ý. Đúng rồi bạn nha, đúng là người ta nói là nó phải đúng bổ của nó mới ngon. Cái nước mắm tôi ngọt này thì ăn với gỏi, cái mắm nêm này ăn với cá tê tôm chiên xù, nhức cái nách. Ở đây mình thấy người ta còn cho một cái hũ mỡ hành, nhưng không biết là bỏ đâu. Nãy giờ mình chưa cần bỏ cái hũ mỡ hành mà thấy ăn ngon à. Rồi nha các bạn nha, nói chung đây là một cái món ăn đường phố. Lưu ý cho các bạn là quán này thì món này thì không có ăn tại chỗ, chỉ có bán mang về nha. Ở đây thì quán này thì anh có một cái điểm bên Tân Phú nữa. Cái điểm này thì có ăn tại chỗ. Các bạn muốn ăn tại chỗ thì tới điểm thứ hai của anh. Còn cái điểm mà mình giới thiệu hôm nay thì là ăn tại mua mang về thôi. Ở đây thì mình nghĩ là cuối tuần mà các bạn làm một cái con như thế này này, một gia đình 4 người thì mua con khoảng 240, rau bún rồi gỏi cuốn đầy đủ, là gia đình ăn rất là ok thoải mái rồi. Ở đây thì mình thấy là anh cá ở đây dùng tươi nha, và cái mắm nêm đấy làm ngon. Cá thì cá tươi và cái mắm nêm người ta làm ngon nha. Ngoài ra thì ở đây thì còn thêm cái món gỏi cuốn tôm, gỏi củ hủ dừa, ngó sen, tôm thịt. Đấy, các bạn ăn cái nào tùy ý nha, các bạn có thể gọi ăn thêm cái phần gỏi nha. Nếu mà gia đình 6 người thì gọi thêm cái đó, còn gia đình 4 người thì ăn con này là ok rồi. Rồi nha các bạn, còn cái video này chắc mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về món ăn ngày hôm nay nha. Ăn cái này đúng cuốn luôn các bạn ạ. Cuốn là ý nghĩa là ăn nó rất là bén á. Mình thích ở đây là các loại rau á, có nhiều loại rau á. Ăn nó gọi là nó không có bị ngán, ăn món này nó không bị ngán. Đây mình thấy có cái vị à. Cuốn nó giòn. Và ăn vị này giòn quá ta. Giòn khấu luôn. Ăn được hết luôn các bạn. Giòn lắm. Ủa các bạn này, giòn tới giờ luôn, mình ăn tới cuối rồi mà vẫn còn giòn. Mình ăn tới nãy giờ là mình mua về là 30 phút nha. Quay tới quay lui rồi. Rồi bây giờ mình quay thêm cả 30 phút tới cuối, gần cuối buổi rồi. Mà nó vẫn giòn khấu luôn là các bạn biết rồi đó. Đấy, trời miếng bút lên nữa. Đúng bài ha. Ồ, như cái này các bạn ạ, như cái này. Chấm ngập ngập chút xíu, đừng thương tiếc, cứ chấm ngập ngập chút xíu. Mm.